Ok, hôm lên em, chúng ta tiếp tục hành trình xuống mà đáy xã hội thôi. Đâu rồi ta? Kép đét đây. Đây là chúng ta tiếp tục với phần 2, sau cái phần 1 vừa chơi về bữa trước. Lần trước thì chơi chúng ta chỉ mới xuống được cái tầng 1 à, chưa có làm được gì nhiều. Mới dạo dạo thử cái tầng 1, đào được một tí sắt và một tí đồng nữa. Thì quay trở lại mặt đất rồi, tôi sẽ chế thêm một số cái bộ công cụ của bằng sắt bằng đồng cái đó đi. Khi mà trang bị đủ tài nguyên lực lượng rồi đó, rồi chúng ta tiếp tục chui xuống dưới. Đây nhân vật chúng ta đói còn có 10% mà. Tôi không biết có làm cái gì ăn được nữa không. Chế thử cái campfire nè. Campfire này mình nấu được cái gì không ta? Có thể nấu được thịt trong cái lửa này nè. Đây 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 đây. À mình chỉ cần bỏ thịt vô thôi. Được có một miếng một ba cái nho mình bỏ vô được không? Ủa, nho của mình nó đâu hết người ta? Đi không nổi luôn. Nho đây. Thường á, nho cho một số con game sinh tồn thì nó nướng được nha. Game này thì mới nướng được. Đổi rồi. Cái giáp này là cái giáp cũ của lụm nè. Còn cái giáp này cũng là cái giáp mới tôi cũng mới nhặt nữa. Hai cái thì tôi không biết cái nào mạnh hơn không. Cái nhân vật của mình, cái nhân vật của mình coi ở đây nè, đam mình kháng lại là 24, phòng thủ là 16, khi mình đeo cái giáp này vô phòng thủ là 11, đam là 18, nhưng mà kháng đam là 10. Cái giáp kia có vẻ ngon hơn á, giáp này có vẻ ngon hơn nè. Bây giờ mình đói bụng quá thì không biết làm cái gì để mà no nữa. Ăn cái này chỉ có 12% thôi nên ăn vô cũng không thấm. Hay là cầm cái cần câu cá đi, câu cá thôi. Rồi có chó rồi, có chó rồi. Hai hết đựng cục thịt nữa nè. Được hai cục thịt. Đói bụng quá, đói bụng quá, đi câu cá. Mình câu đâu? Mình câu là cái số 9 nè. Ủa? Quăng cái gì thôi đó hả? Vậy là khi nào biết mà dính cá? Cái mọi giật giật đâu đi chứ? Câu cá xong thì chắc mình chết đói luôn rồi. Dính được con cá nè. Cận chiến của mình sẽ tăng thêm 10% trong 5 phút. Ăn để no thôi, không có cần ba cái đó. Ăn con này vô thì 7% độ no à. Nướng lên thì 10%, 30 với cái này 12 nữa. Chắc tôi câu khoảng 10 con quá. Cái cần câu này không biết mà đút vô cái lò luyện á, mình có luyện lên được cái gì nữa không ta? Đói bụng biết rồi. Đói đi không có chết đâu. Mày là xác ướp mà. Cho động vật nào đó ăn một lần. Bạn có thể mua động vật tại làng nào đó.
Vậy là con game này có cái làng mạc gì nữa. Xuống, xuống, xuống. Tạo một cái cầu thang ở cái lò rèn. Tạo một cái phiên bản clone ở trên mà thuyền trưởng ship đáp là tạo hoàng đế á. Tìm cái ngôi làng Goblin nằm ở dưới tầng 1 và đến tầng 4 và đánh bại Goblin thủ lĩnh một lần. Chỗ có vitamin B1 gì ở đây nữa vậy? Nãy giờ tôi có ăn cái gì đâu ta? Thôi nướng thêm nữa 4%. Tôi để cứ coi về 0% thì mình có hẹo luôn không? Cái này để dành đánh boss nè. Phát nó tới 37 đam lực. Thì cung của mình bắn có 34 đam mà. Được cái gì? À, 999 tiền luôn, thơm kèo. Được viên ngọc trai, đi câu cá được dính viên ngọc trai. Là gần 3.000 tiền á, tiền mình kiếm đầu game tới giờ có mấy trăm à. Tôi xích gai 7%. Mấy con cá này khá cùi. Nhanh 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 nhanh. Giật đi. Giật. Rồi, đi lên bán nhanh kia. Đồ nén ơi. Bán. Mấy con cá này chẳng có giá trị gì cả. 2.000 tiền, đói bụng sắp chết luôn rồi. Mua cái mật gấu. Thịt kìa, thịt kìa. Cái này là gì? Coco Jelly có thể sử dụng để nấu ăn. Mua đại à? Đạn. Không là ngon hết. Ê, ê. Ý, nấu được món súp cá gì nè. Ngon. Về 0% không biết có hẹo không má, để tôi coi thử rồi. Bây giờ mình có đồ ăn nhiều lắm mày. Cái lò nung, cái lò này. Đây một đống sắt luôn nè. Mình nung đồng luôn đi.
ra được 100 đồng. Có sắt có đồng mình đi chế cái bàn, chế cái bàn mà bằng sắt nè, trong bàn này phải không? Không, chắc là cái bàn này cũng không luôn. À, chế trên tay luôn. Vậy 0% là nó tục báo. Cái này hả? Trời ơi, cái bàn nấu ăn. Nó khác méo gì các bạn bình thường ta. Đi ăn, đi ăn cho nó sữa. Không không, mình chế cái đồ bằng sắt luôn rồi. Cây cung sắt nè. Cây cung này 6 đàm lận, cây cung của mình có 3 đàm à. Bị thương, xài thương không xài kiếm. Thêm cái bộ gear nữa. Cái sản này làm gì? Mình thiếu lông hả? Rồi, lông là tí nữa có. Năm trăm mũi tên đồng luôn, tụt mũi tên sắt luôn. Lên bán một đống đồ cũ cho anh Mã thiếu đã. Thì búa mới nè, cây sẵn mới nè, cây cung mới luôn nè, cây thương thay cho cây kiếm luôn. Ngon rồi, bây giờ chúng ta giàu rồi đó. Bán đồ nó ơi, bán đồ. Anh còn nhiêu tiền? Anh còn có 21.000 hả? Bán bốn cái này đi. Được 100 đồng à. Bán anh cái găng tay luôn nè. Cái găng tay đây. Trong này chưa có đồ gì mới. Có cái gì mình để nhà được không ta? Ừ đúng rồi, quên, đi ghèn mấy cái đồ này lên đó. Đây là cây sản. Ủa? À để bên đây. Sắt bên đây. Còn cái này để cái gì tôi quên mất rồi. Đây đây đây. 52 gì rồi rồi. Tốn 3 mình đọc được 7 lần. Cái cung. Cái chĩa. Thêm cái găng tay luôn. Độ bền giảm đi 3%, giảm thêm tí đam. Tăng tốc độ đào của 15% mấy cái kia lên. Có mấy cá nướng ăn hết rồi.
Cái cuốc của mình ở đâu cả? Cái cuốc của mình trong này phải không? Mấy cái này ngứa mắt, ngứa mắt, ngứa mắt. Sáu ô đi, sáu ô đi. Đi hái bớt mới nhỏ. Cái này là cái khu để tôi farm gỗ. Bên này mình farm trái cây rồi thôi. Sau này hình như có hệ thống mà gặt hái tự động á. Nào mình tăng điểm được cái điểm game gì nữa nè. Bây giờ những con pet của mình chế độ phòng thủ nó sẽ tăng thêm 50%. Cũng được. Táo nho, mũi tên đồng, mũi tên sắt, đạn bạc, đạn đồng, cây súng lục của mình 8 đam, cây cung là 6 đam, cá nướng, cái cầu thang. Đây, xuống tầng dưới. Chúng ta lại cho xuống tầng dưới một lần nữa. Ủa, sao sẵn được? À, nó đang chạy từ 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 từ. Cái này là tầng 2 nè. Level 2 nè, Ender Group Level 2 nè. Chúng ta đang kẹt trong tầng ấy vậy. Rồi, đào tiếp xuống một tầng nữa. Bên này có đống đồ là cái gì ta? Ý, con gì kìa? Đi cái cung một phát hai mươi mấy đam. Ba phát một con. Bây giờ mình mạnh phải á. Cái này là gì? Đó là cái quặng đồng lẻ lẻ. Cái này một số vận động đó nè. Ừ, bên này là than. Ủa cái này là tầng 1 mà. Nó đâu phải tầng 2, tầng 3 gì đâu. Thôi mình khám phá tiếp cái tầng này đi.
còn gì cái gốm gì cái gì nó bay vô này á. Cái này nó tùm lum hết trơn á. Trong người tôi á, có cái cục tay leo về nên mình cứ đi khám phá cái vùng này đi, có gì mình tay leo về thôi. Bạn hít cái này là cái gì? Con quái nó đánh mạnh khủng khiếp luôn á. Khu này giống như là một cái khu đầm lầy á, đi cẩn thận không, coi có cái gì mới mẻ như này không. Nên được 30 giáp này. Ê, ê, ê.
cũng yếu thôi. Ủa? Cái này cái cửa hả? Nhìn thấy nó cái gương không à? Đây 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 đây, khu này có vẻ lớn nè. Trời 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 ơi. Con này nó bự quá vậy. Trời ơi, cũng yếu xìu. Được mỗi cái to xác. Cái gì đây? Bộ giáp. Nè, 35, 25, 25. Là 1, 29, 25, 25, không ngon bằng. Ơi vải nó bự. Bên này hết gì để khám phá rồi. Chắc chúng ta phải xuống tới tầng 4 luôn á. Thank you.
có một cái khu căn cứ nhỏ nhỏ ở đây. Ở đây cũng có một cái nữa nè. Thôi về thôi, chẳng có gì ở dưới này để làm nữa. Cái cục tê le của mình ở nó đâu ta? Tôi nhớ tôi có mua cái cục tê le á. Này phải không? Thôi chết rồi, cục tê le đâu? À đây nè, đây nè. Nhóm Goblin sẽ tấn công chúng ta trong vòng 4 phút nữa. Mình có một tí đồng, một tí sắt, một tí xương. Đoạn đồng, tên đồng, xương, da, da, cái đồ chế đồ, cái này. Này là trang bị thì bỏ vô bên này. Cái này mới nữa. Cái bộ này bộ Goblin. Cái này nấu ăn nào. Này là bức tường, cái này là bóng đèn. Mũi tên sắt bây giờ chắc không xài nữa đâu, cất luôn đi. Nào gấp đi nó mới công ta 1 phút nữa. Khu này mình khám phá rồi, có khi mình xuống cái khu này á. Làng của con người nè. Rồi rồi rồi, tí nữa mình xuyên đi xuống đây. 43 giây. Beta 5, tốc độ tấn công lên mục tiêu của mình cùng giảm tốc độ tấn công mục tiêu 15% trong 3 giây. Tấn công mục tiêu sẽ chảy máu, mất một máu mỗi giây. Dao găm. Cái dao găm của mình đây,
đâu 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 bên này rồi, ra chơi nó dầu găm đánh cũng khá là nhanh. Come on baby. Đi goblin nó xây nhà kìa. Cái giá. Xây cái đầu mày. Mày gì xây hả? Ra con nào anh thịt con ấy. Xây này à. Ê ê ê ê. Nghĩ hả? Bạn nghĩ hả? À, còn. Ok, mật hoa nè. Ba cái này là mấy cái nê tắc nè. Ấy da. Muốn đấu cung hả? Cái này cái gì trong này giờ phải không? Cái này cái mảnh giấy gì đó. Không biết. Thôi phá cái tổ được rồi. Rồi, về thôi. Không có gì đáng chú ý cả. Có cái mật ong này nè. Ngon rồi. Bây giờ mình đi qua cái làng bên kia mình khám phá nữa rồi. Come on. Bên nút B1. Quét của tầng 1. Thẳng xuống dưới luôn. Game này di chuyển theo chiều dọc á. Nó khó dòm hơn là chiều ngang nha. Bây giờ mình mạnh vãi rồi nên không có ngán mấy con này nữa, cân ba luôn nè anh em nhìn nè. Đơn giản cái gì đây, tiết hả? Ở đây mà có tiết nữa, có lông rồi nè. Vui đi anh Ton, cái này có vật liệu mà. Dao găm của bộ đâm hơi bị đã. Ủa sao giống gỏng vậy, ý gì? À cái này là người người dân à, không phải quái. Này người dân lương thiện thôi. Thì có bán đồ ăn nữa kìa. Tiền vui đồ đói luôn, 30%, 90 tiền.
hệt giống. Gì? Khoan khoan, nó cần cây xẻng bằng đồng. Rồi, tí về mình gắp cây xẻng bằng đồng cho nó. Mở cửa các em. Làng này bình dân quá ha. Con gấu nó ba lớn này nó mà nó không rớt thịt, nó chỉ rớt da. Này giống cái nhà dân quá vậy. Nhìn là thấy giàu đó. Chuối. Cái liềm bằng đồng. Thiếu một cục đá. Ủa, có sẵn cái cổng dịch chuyển nè. Wow.
Thank you.
Hồi nãy tôi nhớ tôi có mua hạt giống mà. Khu này khu trồng cây đây. Ôi ơi, nó góp một đống đồ luôn, ngon rồi. Trên này gì đây? À, khu nhà của anh Goblin yêu đời quá ha. Chào anh. Chia buồn cùng anh, cuộc sống của anh đang rất là sung túc. Tội nghiệp bên gốc liền không? Dọn hết khu này đi. Ngay sát nhà mà có nguyên một bãi đá thế này. Rồi, mình sẽ nuôi mà mấy con gà ở đây. Dọn cái này luôn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ok. Bạn này bạn gì? Làm sao để chế được cái nền bằng cỏ hả? Con gà nó ăn cái gì trời? Gà nó ăn cái gì? Mấy này nó ăn cái gì vậy? Tại da à, nấm không? Gà thì chắc ăn lúa rồi. Cái gì cầu thang bằng đồng á? Đi nó bán còn gì mới nữa nè.
ăn gà cù dê thôi, không có gì khác. Cửa hàng hạt giống thì không có cửa hàng hạt giống ở đây. Hạt giống chỗ này nè, đi lên đó mua thôi. Tới thôi rồi. Buổi tối là nghe tiếng dế đồ nó kêu thấy ghê nha. Cái cung của mình bây giờ nó mạnh vãi à. Nó bán hạt giống nè, cỏ nãy tôi nhớ tôi có mua rồi mà ta. Hết rồi đó. Mười một là hình như nó chưa có ăn gì hết. Con gì? Con gì?
Cầu thang này lên tới tầng 9 luôn. Bạn sẽ chết trong vòng vài giây. No 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 no, chưa có thuốc. Một máu mỗi giây, ok. Có cái photo gì nào. Vô không vô. Cái gì đây? Đúng gần à. Giống như cái căn cứ của mấy thằng Neko vậy á. Nhiều quá vậy. Đi ra. Khó nghe. Hết chưa, hết chưa. Chủ là gì? Một cái quả trứng bí ẩn có thể nở ra một con thú ngẫu nhiên nào đó. Một cái khiêu bí ẩn. Một cái hộp bí ẩn 600 đến 900 sát. Cái này à. Trứng đi. Ủa sao sao? Hết rồi. Ngon.
Thôi ơi. Đi đường gần là phải thế này chứ. Bên này có một cái trang trại goblin luôn đó. Mình xuống xuống sao? Trời, cứ ngựa chiến phát luôn. Lấy gì cho nó ăn bây giờ? Vậy thôi đó hả? Cứ đi về hướng tây đi. Nó kêu mình chế cái gì nè. Về đây, về đây. Con này nó về cùng mình không ta? Về luôn, ngon. Trong cái bàn mà qua City của Ben là cái bàn này á. Là cái bàn này. Là cái bàn này. Hai cái bo mạch và 10 gỗ. Gỗ của mình nó ở đâu ta? Hả? Con này sao nó kẹt tường này? Cái này là cát. Cát thì chưa biết chế được cái gì. Nãy giờ mình có 3.000 tiền á, là nhờ mình đi mà câu được cái ngọc trai á. Lúa này chín chưa ta?
cỏ thì nó không có đẻ ra thêm nữa, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cây này trồng ngoài cũng được nữa hả? Ủa? À đây nè. Này là sao? Nó dạng như là một cái máy quét tín hiệu vậy đó. Kìa kìa đó, nó hiện ra cái mail gì cơ. Nằm đâu? Cái mắm nó rộng phải ra. Ender level 1, tọa độ là này. À, xuống tầng 1. Đi đi đi, cứu người. Xây cái này là cái gì tôi không biết nữa. Trời ơi, nó đứng nó chơi nhạc. Vô này thì nó tắm thôi, chơi nhạc nào. Rồi, tầng 1 ở đây.
xong cứu được mày đó. Thấy đâu rồi ta? Nó đâu, nó không có quay về về đây luôn hả? Trời ơi, cuốn nó xong chả tác dụng gì. À đây nè. Nó đi đâu đây? Đi đây nó chơi quá. À nó đi, nó ngồi tắm nước nóng rồi. Rồi sung sướng. Sướng như con voi vậy. Lúa mình nó lớn rồi kìa. Con gà mình cũng lớn luôn kìa mà không thấy nó đẻ trứng đâu. Rồi đâu mất tiêu con bò ấy hả?
Nhà cửa như thế này là ok đó. Hàng rào lên nè. Sơn phua à? Sơn phua á, tầng 5 có sơn phua á, là mình chế được hút súng, có thuốc súng thì mình mới chế được ba cái đạn dược. Cát thì nó ra cái gì ta? Cát thì nó ra thủy tinh luôn. Rồi, đi thôi. Tầng 4. Tầng 4 hơi bị xa nghe. Tầng 4.
Tầng 4 xuống một tầng nữa. Này là tầng 1 tới tầng 2 nè. Sao khu này trống vắng quá vậy? Cái này là đồng mà. Tầng 3. Ấy. Vãi thiệt, mở ra ngay căn cứ Goblin luôn. Rồi, đây là tầng 4. Cái này xóa đi, không cần thiết. Nghĩ cần cứ cấp tiền thôi. Lũ đạn đó, cái bẫy này phá sao ta? Cái gì? Phải. Con Goblin nó kinh quá. Bây giờ nó chém hai cái muốn chết luôn. Nhẹ thôi anh ơi, đừng đừng đừng. Ây da, đông quá vậy.
Trời, con bị goblin công thành đó. Trời, nó hồi đầy máu rồi. Cái cung của mình nó mạnh hơn cây súng mà. Không, xong nó rồi. Quá kỹ thuật luôn. Còn 10 máu. Xin trả nó. Ngàn tiền cúp điên con hả? Này con lớn con bé gì cũng giết hết. Goblin laser. Đó, nhìn bảy nữa chứ. Goblin ở nhà mình nó xây nguyên cái căn cứ luôn rồi.
Về được rồi. Máu tối đa cộng 40 ngon. Máu lên 140, goblin nó đâu? Phía dưới nữa có không? Anh xuống xin trả tụi bay hết. Này thì bố láo bố liếu nè. Lúa chín rồi nè. Gặt kiểu này á thì cái lúa nó rớt ra nó không bị mất. Nó không bị mất cái hạt giống. Nè. Nó vẫn còn cái hạt giống đó. Cỏ làm gì luôn nhưng mà không có hạt giống cỏ. Quả bóng gen này đem về cho anh kia. Này dùng để nấu ăn hả? Nó nấu được cái gì đâu. Được hàng dân rồi nào. Rồi có hai tín hiệu giải cứu nữa nhưng mà để ra đây nào gánh tích. Ê, có trứng, có trứng, nó đẻ con là hai con gà con nữa nào, ngon. Tụi này nó ăn cái gì ta? Mấy con này thì nó ăn cái gì? 4 gà con, ngon. Đi lên bán đồ cho anh Mã Thiếu rồi đó. Có đồ cho anh đây. Hai 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 0.5, cái này khá cùi luôn. Mình mới có 1 2 3 4 5 6 7 8 là mới có phải nhiêu đây, chưa đủ nhiều đâu. Đây mình mở được cái hai nè. Bây giờ đi xuống dưới tầng 3 tầng 4 nữa, còn rất là nhiều tầng luôn. Hai chục xương, hai chục xương thì mình mở được cái bàn chế của Goblin rồi. Ok, này là cái outfit con trầm mà khá cùi, bắt đầu cùi không ạ.
collab sử dụng để mà bắt một con thú 480 tiền 5 cái, mắc quá. Không, bây giờ cây cung của mình nó mạnh hơn cây súng lục rồi. Khi nào mà 15 đam, 15 với 8, 23, 30 dâm chí mạng. Ôi, cây cung vẫn ngon hơn. Xương á, xương trong cái này phải không? Hai chục xương. Coi, chế được cái bàn gấp bên. Về cho tài tầng 6 hả? Tầng 6 sao mà chứa, tầng 2 còn được nè. Tầng 2 bên đúc B1 được, đi cứu luôn. Đúng tầng 2 rồi. Rồi, đi cứu nó rồi. Lên cái gì, ơi ơi ơi, đau 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 đau. Ây da, nó đông vãi, chết rồi, đừng có chặt con ngựa cái tao, nó giết con ngựa mình luôn à. Không, con ngựa nó vẫn về cùng, không sao hết, nói chung cứu đừng kia rồi. Hóa ra chỗ tầng 2 đó cũng có mà căn cứ Goblin nữa hả? Cứu mày được rồi nè. Tầng 6 thì ở đó đợi đi. Rồi, hôm nay là cơ bộ cũng thành công rồi đó. Chắc là chơi đến đây thôi. Chúng ta có trứng rồi nè. Nấu được món gì không? À, đi tam thử con thú rồi. Con ngựa của mình làm sao cho nó hồi máu đó. Đây, hồi 30% máu. Bánh quy. Phút đinh nè. Cho mình một cái vùng sáng ở xung quanh kéo dài trong 5 phút. 60% độ đói luôn.
Ăn cái này thì nó ít bị đói hơn. Nhưng mà cần thịt xịn nữa. Thịt này kiếm đâu ra vậy? Đánh đổi con mắt được bao nhiêu đó? Đây, cái bánh quy này cũng được nè. Bánh quy này chỉ cần trứng với nấm thôi. Trứng thì bây giờ mình có mấy con gà rồi. Đây đồ ăn cho con thú đây. À, máu dưới đó thì nó tự ăn chứ không phải nó đói quá nó ăn. Bốn gà nữa mà con bò nãy nó mua hai con mà, à nó đẻ con nữa nè. Con này nó không ăn cỏ thì nó ăn cái quái gì? Con này hay ăn cỏ, 150 cỏ rồi, đẻ con nữa nè. Ngon. Gà nó kêu dết 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 dết. Hay à, có thằng dị nhân nào đi đi vô nhà mình không? Hay hết, không nói nhiều. Nãy giờ mình không mở được cái chuỗi mở game nào nữa. Mấy gà sao nó nghỉ đẻ trứng rồi đó, tầm bao nhiêu con thì nó mới đẻ nữa? Để tôi lên sờ tim tôi coi anh. Cho nó ăn đồ ăn này đúng rồi nào. Nuôi như thế này, phết đinh, cỏ, quả trứng kỳ bí. Thì mình ấp ra con này đó, như cái con của tôi nãy đó. Ê, 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 ê. Thank you.
Để mấy con này nó ở gần quá thì có sao không ta? Nhận được cái thông tin về ngôi làng. Game này đúng kiểu nông trại thiệt luôn. Không biết nó có ăn bắp cải không? Ủa, con đó mình nó cũng đẻ được nữa cơ. Hả? Động vật ở đây biến dị là nó phát triển rồi đó. Đây nó cũng cứt nữa kìa. Phải. Nhận được một cục cức động vật. Trứng 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 trứng. Có một quả trứng à. Nó hiện cho tim gì đây? À, nó cho mình tiền. Ngon. Nuôi máy này nó không phải là ăn ở chùa mà lâu lâu nó cho mình tiền nữa. Tôi cứu ba đứa lần mà tao bây giờ còn có hai đứa vậy nè. Hai đứa từng sáu. Emigo là con gì? Lãnh thú của mình đúng rồi. Thông tin về ngôi làng. Ở đây có một cái ngôi làng nữa, nhưng mà không phải làng của con người thế gì đó. Bây giờ mình phải chế thuốc nữa thì mới xuống được tầng 5. À, cái bàn goblin. Đây là từng 5 đến từng 10 là 20 xương với 10 thịt ngồi được. Rồi bây giờ mình xuống được tầng 5 rồi đó. Cái này là cái gì? Tăng level cho con phép mình lên ngon. Cái này cái xương, cái chuồng. Còn này mấy cái trang bị thôi. Này gì đây? Cung của Goblin 8 đam. 8 1.450 y chang của mình à. Dao Goblin 18 3.5. Ý. Ngon hơn nha. 30. 28 1.1.5. Lên đồ Goblin này có bộ ngon á. 20 thủ luôn. Cái giày goblin
Cái này để farm goblin 30 sắt, 3 khối đất, 100 mảnh goblin shop. Còn 10 quan sát à. Cái này là 30 nè. Đây, cho nó lên level 2. Nó là cái bình thuốc này đó, rồi mình chích thuốc vô mình sẽ xuống được là đó B bây giờ tầng 5 với tầng 9 này còn đó. Tạo một phần để dùng một cái đuốc nào đó, dùng một cái đuốc nào lửa đánh vô một cái cây để cho nó cháy hình cho. Được nữa hả? Nè. Đâu có được đâu. À, giữ luôn, giữ chuột trái luôn. Chết mẹ rồi, nó cháy ở cái rừng thôi. Một pha chứ ngu rồi. Ê da nó cháy mình luôn rồi. Ê. Cháy nhà rồi anh em ơi. Rồi xong luôn cái khu rừng của tôi. Bà nó chứ. Mất luôn mấy cái hạt giống đó. Liều thôi. Giữ được nhiều dữ. Mà nó lựu đạn bắp cải của tôi nó cũng đi luôn rồi nữa hả? À? Cúp 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 ngay giờ luôn, cúp ngay giờ luôn. Chào nó. Bả cha nó. Sự cỏ của mình nó không có lên hết á. Có lúa có bắp cải rồi. Con gà ăn lúa đúng mà. Khốn nạn, cháy mẹ hết bắp cải của tôi rồi. Bây giờ làm méo gì có hạt giống bắp cải mà trồng xuống nữa. Hai cục cức nữa. Lúa còn nhiều lắm. Tụi nó ăn ngói gì đó luôn á.
Ủa? À còn thiếu sắt, quên. Mục tiêu hôm nay đi đánh goblin vậy là được rồi. Cần phải có thêm một cái cửa bằng đá nữa. Cái lỗ đó nó sẽ phao ra cái tụi goblin rồi mình đến đó mình farm tụi nó. Mình sẽ đặt thêm vài cái bẫy ở trống nữa. Đâu ta? Đây nè. Ê, ê, ê. Lêu 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 bên này nè, mình chạy qua đây lửa đốt này nè. Ê tụi này nó bá đạo vậy nè, phải thiệt.
Méo ổn nha. Đứng ở dưới này cũng bị nữa hả? Liều liếu liều liều liều. Rồi, tạm thời như vậy đi. Ba chục cái mà phi ghi to này mới được. Mình hết cái đó hay gì à? Ừ, còn có một à. Không biết kiếm đâu ra nữa. Gì đây? Được cái hình thù gì đây? Thôi thôi, hôm nay chơi đến đây thôi. Lần tới thì chúng ta sẽ xuống dưới tầng 5. Tầng 5 tới tầng 9. Bây giờ chúng ta mới đi 1 tới tầng 4 đánh được con Goblin rồi. Có trứng không? Có cực à? Rồi, ok, bye bye anh em. Nào rảnh thì tôi sẽ tiếp tục game này. Có hai cái giường nó ngủ hết rồi, ba cái giường, ba đứa. Rồi, bye anh em.